gây những cái đau thương, những cái tang tóc và những cái sự chết chóc hàng loạt cho những cái gia đình, những dòng họ mà không may gặp phải cái giờ ấy. Và hiện nay Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, Thiếu tướng Nguyễn Chu Pháp đang làm một cái đề tài nghiên cứu về việc tại sao có cái hiện tượng chết trùng tang và chết liên tiếp trong một gia đình, một dòng họ. Và đề tài đấy chắc chắn sẽ được công bố rộng rãi để chúng ta biết được, đỡ gây hoang mang trong dân chúng, và cũng không phải là cơ hội để cho rất nhiều người mượn thần thánh để mà kiếm tiền của nhân dân. Còn câu hỏi vừa rồi về tin đồn ở cầu Bãi Cháy, thì không biết cái tin đấy đã lên đến vùng cao nguyên chưa? Chứ thực ra tin này thì tôi đã nghe thấy cách đây khoảng hơn 3 tháng. Ở Quảng Ninh có một số người hỏi tôi là có phải chị bảo là sập cầu Bãi Cháy hay không? Và cho đến giai đoạn này thì càng nhiều người xôn xao hơn về cái tin này. Nhưng tôi xin khẳng định hoàn toàn đây là một tin đồn thất thiệt của những người rất là hoang tưởng và quá hoang đường. Cả một cái bộ môn nghiên cứu về dự đoán, dự báo của bộ môn chúng tôi, của trung tâm chúng tôi cũng không có ai làm cái việc này. Chúng tôi chỉ dự báo, chỉ tiên đoán, nghiên cứu về những cái vấn đề gì? Đó là những vấn đề của thời tiết, của những cái đại dịch sắp xảy ra đối với sức khỏe của con người. Còn những cái vấn đề về cầu đường này, nó là vấn đề hoàn toàn khoa học thực nghiệm. Nó được thực hiện bởi các nhà khoa học và một cái tổ chức làm việc rất là khoa học, rất là nghiêm túc. Và nó được tổng hợp lại bởi sự tích hợp của rất nhiều những cái trí tuệ chất xám của những đội ngũ cán bộ khoa học, trí thức và những cái người làm về khoa học cầu đường. Đấy, cho nên chúng tôi không hồ đồ mà đưa ra những cái tiên đoán về những cái việc này. Và lễ hội ngàn năm Thăng Long là sẽ thất bại. Theo tôi thì tôi nghĩ rằng chả có lý do gì để thất bại cả. Đây lại cũng là một cái sự hồ đồ quá mức. Nhưng cái sự hồ đồ nếu như là chúng tôi thì chúng tôi có thể gạt bỏ đi ngay. Bởi vì không có ai lại đi nói những cái điều ấy cả. Nhưng có thể do một vài người hoang tưởng hoặc là một vài người nào đó cố tình gắn những cái tin đồn thất thiệt mang tính giật gân vào tên tuổi của một người mà người đó thứ nhất là nổi tiếng hoặc cái người đó có tiếng nói ảnh hưởng rất nhiều trong dư luận quần chúng, thì họ cố tình họ gán vào. Đấy, lúc đầu thì xem ra những câu chuyện tầm phào vui vẻ lúc trà dư tiểu hậu để làm quà thôi, nhưng rồi cứ như vết dầu đang trên mặt nước, dần dần nó trở thành là một cái làn sóng của những cái tin đồn. Và cái cũng rất là tai hại đó là có những Phật tử và có những quý vị, có những đồng bào, bà con có một cái cơ sở niềm tin rất là ngây thơ, và họ cũng tin ngay cái điều đấy và họ ngập ngừng khi đi qua cầu Bãi Cháy và lại còn bảo rằng chắc ăn hơn thôi đi phà cho nó chắc, sợ đi qua nó sẽ sập. Và cái đó là cái gây hoang mang trong dư luận. Và hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với quý vị ở đây để chúng ta nếu có nghe thấy hoặc có bà con nhân dân thân thiết với chúng ta hoặc là có những người thân ở xa ở gần, nếu mọi người có quan tâm đến thì chúng ta cũng nói để họ yên tâm rằng tin đồn đó là một tin đồn thất thiệt, hoang tưởng hoàn toàn và không có thật. Và tôi biết rằng trong tâm nguyện của tất cả mọi người chúng ta ở đây, thứ nhất với một chồng hồ sơ vừa rồi gửi lên với những cái câu hỏi toàn những việc của cụ thể từng gia đình một, và trong đó cũng có một số những câu hỏi chung, thế nhưng tất cả những câu hỏi thì có cái tính trùng lặp rất là nhiều, và chúng tôi trong cái thời gian cho phép cũng chỉ giải thích và đáp ứng được những cái yêu cầu và những câu hỏi mang tính phổ quát. Thế còn những cái gì thuộc về cá nhân cụ thể của mỗi gia đình thì cái đó thì phải giải quyết sau. Đấy, và trong cái thời gian hạn hẹp dưới cái nắng gay gắt và cái không khí nóng bức của cao nguyên mà quý vị chúng ta đã ngồi để cùng chia sẻ với tôi và với Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ, thì tôi thấy rằng đó là một cái tình cảm, là một cái sự hướng đạo và một cái lòng khao khát mong mỏi về thế giới tâm linh rất đáng trân trọng, rất là đáng quý. Và tôi thấy cái lần này trở lại với Tây Nguyên, trở lại với vùng đất này là cho tôi một ấn tượng rất là sâu sắc. Và tôi chỉ tiếc rằng tôi chưa chia sẻ được nhiều hơn những gì tôi biết cho các quý vị. Nhưng còn duyên thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
chắc sẽ còn nhiều dịp để chúng ta có thể hội ngộ với nhau bằng những cái dịp như thế này hoặc những công việc cụ thể của mỗi gia đình quý vị Phật tử. Hơn bao giờ hết, trong cõi tâm linh sâu xa của tôi cũng mong rằng tất cả chúng ta để ở cuộc sống hiện sinh chúng ta đang sống thì chúng ta có những hiểu biết, chúng ta có sự giác ngộ, và quan trọng nhất là chúng ta nhận thức được một cách đúng đắn về thế giới tâm linh, về tín ngưỡng, về tôn giáo, để chúng ta khỏi rơi vào cái vòng luẩn quẩn, đó là cái vòng u mê của mê tín dị đoan. Bởi vì tâm linh là tâm linh chứ không phải là mê tín dị đoan. Và có những người do cái đức tin quá ngây thơ và quá khờ khạo cho nên đã rơi vào mê tín dị đoan, và rồi có những cái hành động, có những việc làm và có những suy nghĩ nó khiến cho chúng ta rơi vào sự bế tắc. Và chúng tôi cũng mong muốn gửi gắm trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay như là một ánh sáng, một chút ánh sáng để soi dọi cho chúng ta trong cái màn bí ẩn của thế giới tâm linh, để chúng ta hiểu rõ hơn, chúng ta biết rõ hơn, để chúng ta thấy được là như thế nào là đúng với cái cõi tâm linh, và làm như thế nào thì thiết thực cho thế giới đằng sau cái chết của chúng ta. Và cũng là để cho tất cả các quý vị bà con ở đây để chúng ta thấu hiểu rõ hơn, để chúng ta thấy được là cái tác dụng của cái việc mà chúng ta tu tập và chúng ta làm những việc tốt, sống thiện. Đấy, không những cho cuộc sống của chúng ta bây giờ mà cho cả khi chúng ta đã chết đi. Và chúng ta làm được những việc tốt thì cái quả phúc sau này con cháu chúng ta sẽ được hưởng. Đấy, và xin các quý vị mong rằng các quý vị hãy luôn luôn hướng tới một cái đức tin cao cả, trong sáng, và đặc biệt là phải đúng đắn, để cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đời, đẹp đạo hơn. Xin kính chúc sức khỏe tất cả các quý vị và chúc tất cả các quý vị trong gia chung được nhân khang, vật thịnh và hạnh phúc. Trước khi kết thúc đó, thì tôi xin cung cấp thêm một dữ liệu về những cái tin đồn thất thiệt mà chị Bích Hằng vừa chia sẻ đó. Ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 3, từ mấy ngày vừa qua đó, chúng tôi có hướng dẫn phái đoàn Phật giáo Nhật Bản tham quan bái đính về Vịnh Hạ Long, Yên Tử để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 6 tổ chức tại Việt Nam vào ngày 20 đến 25 tháng 11 năm 2010. Thì lúc đó, đó thầy Giác An rất là lo, không biết là Bích Hằng có đến tham dự để nói chuyện cho quần chúng tại chùa được không. Chúng tôi mới bấm máy điện thoại lên gọi nhiều lần cái số cũ mà không có nói kết được. Chúng tôi mới nói trên xe không biết là chị Bích Hằng có đổi số hay không. Thì bác tài xế đó của công ty du lịch, chúng tôi xin đảm đối tên, bác có nói một câu thế này: Bích Hằng đang ngồi tù. Chúng tôi hỏi ở ngồi tù hay nào, thì anh ta trả lời là ngồi tù nay gần 15 ngày rồi. Lý do sao ngồi tù? Vì Bích Hằng phát biểu rằng đó là cầu bãi trái sẽ bị sụp vào năm 2011. Và bây giờ đó, Bích Hằng đang muốn ngồi tù dầu người ta cho ra tù, nhưng mà chị nói rằng là chị sẽ ngồi cho đến năm 2011 để cho mọi người thấy đó là một sự thật. Và lý do ngồi tù thứ hai là vì tuyên bố rằng cái đại lễ nghìn năm Thăng Long sẽ bị thất bại. Từ đó bữa nay mới nghe chị giải thích, chứ lúc đó chúng tôi vẫn tưởng rằng là chị ngồi tù cho nên cái số điện thoại không có nói kết được. Tin đồn thất thiệt bao giờ cũng có, chân lý chỉ có một thôi, nhưng mà cái bóng của chân lý có thể có 1.000, có 100.000, và lợi dụng vào cái bóng của chân lý vào hiện thực đó để mà tuyên truyền những cái tin đồn thất thiệt đó là những điều rất nguy hại, và luôn luôn có những ý đồ và mục đích xấu của nó. Cho nên một mặt chúng ta tôn trọng các giá trị của cái ngành ngoại cảm như là một cái ngành khoa học rất phù hợp với Phật học, để chúng ta tìm kiếm tạo ra cái cơ hội cho người sống kẻ mất gặp được nhau và không còn phải bị những cái nỗi khổ đau dằn vặt vì không tìm được. Nhưng mặt khác ta phải tránh những cái tình trạng bị người khác lợi dụng, và đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Hồi nãy thì chị Bích Hằng có nói rằng là cái năng lực này đó đến một nào đó nó sẽ bị mất đi, và nó không phải là một cái năng lực vĩnh hằng. Quả thật là như vậy. Nhưng
trong kinh Phật có một câu như thế này: không thể nào đấm được hư không. Ta có thể đấm được bức tường, đấm được trái banh, đấm được một vật thể cụ thể, như hư không là cái vô hình tướng không đấm được. Và tinh thần Phật dạy là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nếu ta ứng xử trong vấn đề cứu nhân độ thế, giúp đời của người bằng tinh thần vô sở trụ và vô ngã, thì năng lực đó sẽ không phải là 25 năm, 30 năm, mà có thể hết cả cuộc đời này. Và thế chúng ta kêu sao để tiếp tục làm những công việc Phật sự. Sư vị dành trọng cái tay để tán dương sự có mặt và chia sẻ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Nhật Từ, kính thưa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, kính thưa anh Vũ Thế Bình, Thủ trưởng Bộ Du lịch. Hôm nay không khí trời hơi nóng, buổi chiều càng lại mát mẻ hơn, và những lời pháp dụ của thầy và những lời trao đổi của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho toàn thể Phật tử ở trong tỉnh Đắk Lắk cũng như ngoại tỉnh, thì hôm nay con xin đại diện cho tất cả quý Phật tử xin lời cảm ơn và cảm niệm thầy, và cảm ơn cô Phan Thị Bích Hằng cũng đường xá xa xôi, công việc bận nhiều về công tác của chị, nhưng mà không vì lễ ấy, nhưng mà chị cũng hy sinh vào đây để ban bố và nói những lời về ngoại cảm tâm linh cho tất cả quần chúng Phật tử trong toàn tỉnh Đắk Lắk này. Giờ đây xin đại diện cho hãng xe Ford của tỉnh Đắk Lắk và cái phần quà của chùa Nam Thiên, xin biếu chị, tặng chị. Cho một tràng ở tay. Đây là món quà của chủ tiền rất nặng và nhỏ bé. Rồi, cho chạy cái tay. Hy vọng cô Phan Thị Bích Hằng sẽ vào Buôn Ma Thuột gần nhất. Tự quy Phật, xin nguyện chúng sinh